chào mọi người nhé. Hôm nay bên shop mình sẽ giới thiệu với mọi người về con V3 bắt 40 bên mình. Mẫu này là súp hầm, thiết kế rất là chắc chắn, đồ đồng cù đá nhé. Súp 40 thì là anh em có thể ghép với cả full 30 hoặc là hai đôi bắt 25 ngang hoặc là bắt 30 ngang cũng được. Ở diện tích gia đình mà khoảng tầm 30 mét hoặc 40 mét thì đồng ý hợp lý nhất là sẽ cho cái con súp V3 này. Con này thông số qua thì là nói qua về cái thông số của nó ấy, thì nhất là con này chắc chắn nó dùng nguồn xuyến rồi, nguồn xuyến, nguồn dây đồng xuyến nhé. Côn thì mình kiểm tra côn con này thì nó sẽ tầm 51.5, gân thì gân béo, từ con này thì được khoảng tầm 7-8 phân gì đấy. Ở đâu trong cái diện tích gia đình anh em mà khoảng tầm 40 mét thì là con này mình nghĩ là thừa luôn đấy. Tại cái không gian mình đang test cho các bạn ấy thì nó chỉ khoảng tầm 20 mét thôi, đâm ra mình không dám bật nhiều, mình chỉ bật số 2, số 3 dưới súp thôi. Đấy thì anh em cứ nghe thử qua, đây là nghe qua âm ly nhá, mình đang kết nối trực tiếp âm ly với súp luôn chứ không qua vang đẩy gì đâu. Đây nghe tiếng súp không này anh em này, bỏ nhạc đi, nghe tiếng súp không thôi. Súp con này rất là êm đấy, mình không cho tiếng của loa nữa, chỉ có súp không này đấy. Cho lên một chút. Bắt đầu kết nối súp với cả âm ly thì là cũng rất là đơn giản thôi. Anh em kết nối qua jack AV này. Đấy, chỗ này mình lấy cái đường tín hiệu rất cao này ở trên âm ly xuống. Đấy, mình đánh thẳng xuống đường lay in của súp luôn. Đây là anh em này. Xem đây, đây mình mới bật số 2, số 3 thôi, không dám lên nhiều. Công suất con này nó để thì là để 700W, điện thì 220V rồi. Và đâu anh em thích đánh trực tiếp thì đây, từ cục đẩy âm ly thì anh em đánh trực tiếp qua dây loa qua đường này. Trong phòng nó bé quá, đâm ra là cái lò bếp này mình không cho lên nữa, lên nhiều nó ồn lắm. Anh em nghe thử nhạc vàng xem sao. Hơi nhiều bát quá, tăng chét lên một chút thôi. Nói chung với mức độ bát của con này, anh em hát hò trong phòng rộng hơn một chút là rất là ok luôn, chứ phòng mà 20-30 thì nó hơi bị thừa súp. Phòng tầm 40-50 là ok đấy, 30 trở lên là dùng con này là cũng ổn rồi. Người đã theo dõi video bên mình nhé.